Đây bò của người dân đây các bạn, bò vàng nhé các bạn nhé. Con này con cái. Đây, con cái nhé các bạn nhé. Ba mẹ con, à, 5 con. Con này cũng con cái. Bò đây thân thiện lắm các bác ơi. Thân thiện cũng như người dân ở đây. Trời hơi nắng. Con này con mẹ nha các bác nhá. Kêu con cái. Con này đang có chửa đây các bác. Thôi. Ba nhá. Đây hai con tranh thủ đuổi trâu xuống bên này đã các bác ơi. Đây nhà em có mấy con trâu này thôi. Nắng này nó cũng không ăn cỏ mấy các bác ạ. Xem nào. Đủ chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con. Đủ rồi. Đủ rồi nha các bác nhá. Đâu nhỉ? Quay từng con cho các bác xem nhá. Nó vừa tắm bùn xong hơi bẩn, nhìn hơi bẩn các bác ơi. Đây. Nhà em có hai con đực nhá. Hai con đực to như nhau. Hai con đực. Với lại con nghè con nữa. Quay lại. Và nó quay đi về đây các bác. Con này cũng con đực này. Con đực này đẹp lắm các bạn. Con đực này đẹp lắm. Tại nó nhìn nó vừa tắm bùn nên hơi bẩn nó nha các bác nhá. Quay từng con cho các bác xem nhá. Đây bên này cũng có con đực này. Hai con đực. Đây con này cũng con đực. Con đực lúc này vừa mắc dây đây các bạn. Con này toàn hay đi thôi. Toàn hay đi một mình. Nên phải buộc dây. Nó toàn bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia đấy các bạn. Quậy. Quậy lại. Quậy lại. Hút. Đi xuống. Đi. Quậy lại. Đi nhanh lắm. Quậy xuống. Hút. Đuổi xuống bản nha các bác. Bản em phải đi qua. Đi đến đấy tầm 7-8 cây đấy. Nó đi xa lắm. Trâu này. Đây cũng. Đây hai con đực nhá. Đây con kia là con mẹ. Con mẹ này cũng nhìn cũng to. Con mẹ này nhìn to lắm các bác ơi. Đây này. Oh. Bẩn thế. Thì về tắm sông nha các bác nhá. Đây. Đây cũng con mẹ. Con nghé này. Con nghé này được mấy tháng thôi. 3 tháng. Con nghé kia. Xem trâu này thôi. Tí em quay về thôi, nắng quá. Trời bây giờ 9 giờ nắng như này rồi. Sợ thật đấy, ở đây nắng nóng kinh khủng lắm các bác ơi. Bên kia có thuyền đi đánh cá kìa. Con này con nghé nha các bác nha. Con này tầm con đực đấy. Con nghé này con đực đấy. Đẹp hết. Con này con mẹ. Tí nó con ra tắm sông nữa. Mát. Con nghé này đợt trước. Để.
tưởng là không sống nổi bé tí, bây giờ lớn rồi. Này hai con đực này, con này nhìn đẹp không các bác ơi? Tí nó vấy đuôi pha là bắn hết bùn lên người ấy. Nhìn đẹp nha các bác nha. Châu chăn thả tự nhiên thôi nhá. Nhìn bóng nhoáng. Tắm bùn xong nhìn bóng thật đấy. Rồi con đực này con đực nhá. Nhìn sắp không nhận ra châu của mình vì nó tắm bùn. Lâu lâu em mới về em đi xem châu thôi. Còn lại toàn bố mẹ em đi xem thôi. Thì chăn này. Đây cũng không phải chăn đâu mà chăn thả thôi. Sáng đi một lần, trưa chiều đi một lần. Thế thôi. Có cả bò nữa. Bò này không biết bò của nhà ai. Đuổi xuống rồi cứ lên đằng này, lên bên này có cỏ các bác ơi. Con mẹ này cũng đẹp nha các bác nhá. Con mẹ này to lắm, con mẹ này to nhất đàn này. Xong đến hai con đực kia, hai con đực kia cũng to, ngang cơ nhau. Tầm 3 năm thôi các bác, con trâu con đực ạ, hơn 3 năm. Bao. Con này nhìn như chửa nhỉ, vừa mới đẻ xong. Quay lại. Quay lại, em bảo nó quay lại để xuống bản đấy các bạn, không cho nó đi lên bên này đâu. Hush. Đuổi nó xuống. Hush. Đi xuống. Hush. Thôi em xin chào các bác đây nhá. Em về đã, nắng quá. Châu em đuổi nó xuống bên này thôi. Thôi em xin chào các bác.